Xin kính chào các bác và chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Siwak Authentic. Chào trực tín sống trọn đam mê. Hôm nay thì chúng ta sẽ ngược dòng lịch sử một chút để nói về lịch sử của những chiếc đồng hồ cơ, mà nhân chứng chính là cái hãng đồng hồ mà em đã mang đến ngày hôm nay, Pecle đó. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem cái sản phẩm này có gì đặc biệt. Bên em thì chuyên cung cấp, giao lưu, mua bán, trao đổi chiếc đồng hồ chính hãng qua sử dụng hoặc săn sale với mức giá cực tốt. Các bác quan tâm những cái sản phẩm này hoặc bất cứ sản phẩm nào của Siwak, hãy liên hệ với em với số điện thoại, số Zalo là 0973 816172, hoặc có đến trực tiếp cửa hàng Siwak tại số 7 Lương Thế Vinh, thành phố Thái Nguyên để lên tay và trải nghiệm sản phẩm nhé. Chiếc này của ta sẽ thiết kế rất là lạ, một cái phong cách cổ điển đến từ châu Âu. Chúng ta sẽ có một cái cuốn sổ nhỏ ở đây. Chiếc này thì được mua sách tay từ trường Nhật về các bác nhé. Đây, đầy đủ mã số seri ở đây. Và chúng ta sẽ có một cái tag nhỏ, và ở đây thì sẽ giới thiệu về ngài Abraham Louis Pecle. Đó, ông này là người đầu tiên mà sản xuất ra một cái bộ máy cơ automatic. Ngày xưa thì họ chỉ sử dụng những đồng hồ cốc tay thôi. Với quý tộc người Anh, người Pháp ngày xưa thì họ có những cái đồng hồ quả quýt, nó để trong túi di lê của những bộ vest ấy, thì họ sẽ sử dụng những cái đồng hồ lên cốt tay. Nhưng ngài Pecle này chính là người sản xuất đầu tiên ra một cái bộ máy cơ tự động cho đồng hồ bỏ túi các bác nhá. Lúc bấy giờ thì vẫn là đồng hồ bỏ túi thôi, và nhưng mà nó đã góp phần rất là nhiều vào cái thành công sau này, để người ta đã chế tạo ra những bộ máy cơ cho đồng hồ đeo tay ngày nay rất là tiện lợi. Chứ nếu không bây giờ chúng ta vẫn sẽ đang sử dụng một chiếc đồng hồ lên cót, nó khá là bất tiện. Vì thế nên cái hãng đồng hồ này đã đưa cái sự tự hào đó lên cái bề mặt đồng hồ. Họ làm ra hai cái rotor này, các bác xem này, ở đáy một cái rotor và ở trên mặt lại có một cái rotor nữa. Ngoài có tác dụng là nó là công nghệ double rotor này, nó giúp cho đồng hồ lên cót với hiệu năng tốt hơn, thì nó cũng giúp cho khoe được cái thành tích ấn tượng của cái ông Pecle này, đó chính là sản xuất, sinh ra, nghĩ ra được cái quả văng rotor này để tự động lên cót cho đồng hồ. Chiếc này chúng ta thì sẽ có đường kính bề mặt là 36,5 mm. Đó. Chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ có đường kính là 38 mm các bác nhá, với một cái độ mỏng rất ấn tượng, mỏng chỉ 8 mm thôi. Một cái dress watch rất là sang trọng, cổ điển, phong cách cổ điển châu Âu quý tộc, các bác xem này, rất đẹp mắt. Và chiếc đồng hồ này sẽ là một chiếc đồng hồ Dermy, sẽ có hai phần là phần thép và phần vàng đúc 18K, rất là dày, đến từ một cái thương hiệu lâu đời, được sinh ra từ năm 1777. Đây chắc chắn là một trong những thương hiệu lớn nhất và lâu đời nhất của thế giới đồng hồ Thụy Sĩ các bác nhé. Đó, chiếc đồng hồ này của ta sẽ lên trang bị đầy đủ tính năng lên cót tự động, lên cót bằng tay và dừng kim giây khi chỉnh giờ, với một cái mặt đều làm rất đẹp mắt các bạn ạ. Logo của Pecle và biểu tượng chữ P ở góc 12 giờ được làm cách điệu rất là đẹp mắt và phá cách. Em sẽ quay gần hơn một chút để các bác có thể xem hết được cái vẻ đẹp của chiếc đồng hồ này nhé. Bảo vệ cho mặt đồng hồ chúng ta sẽ có một lớp kính sapphire nguyên khối có phủ chống lóa. Cái phần mặt ở phía trong nó sẽ dạng màu trắng ngà, còn những cái chi tiết sẽ là chất liệu vàng đúc và được làm với độ hoàn thiện rất là cao. Đó, Pecle năm 1777 và triệu Swiss ở đây. Chúng ta sẽ có bộ kim lá rất là thanh mảnh dành cho những cái dòng dress watch cổ điển như này. Cọc số sẽ là cọc số vạch, và xen giữa ở đây chúng ta sẽ có một cọc số La Mã và biểu tượng của Pecle ở góc 12 giờ. Rất là tuyệt vời. Trên quả văng thì được làm hoàn toàn bằng vàng 18K các bác nhá. Được chuyện khắc cũng như là hoàn thiện với độ hoàn thiện rất cao. Đó, cái quả văng bằng vàng thì nó sẽ có cái khối lượng nặng hơn để giúp cho đồng hồ lên cót với hiệu năng rất là tốt, rất là tuyệt vời. Đó, đó chính là toàn bộ cái công nghệ mà hãng này họ muốn giới thiệu chúng ta ở trên chiếc đồng hồ này. Về phần bộ máy của chiếc này cũng được hoàn thiện với độ hoàn thiện rất là cao. Đây sẽ là mã số seri của sản phẩm số 241 chiếc trong bộ sưu tập này các bác nhá, dòng 1390. Bộ máy này chúng ta cũng được hoàn thiện hoàn hảo, đẹp mắt, sắc sảo và mang lại một cái độ hoàn thiện cũng như là một cái vẻ nhìn bề ngoài rất là sang trọng với những con ốc nung xanh. Thân máy được hoàn thiện từ những vân circular, vân sóng sân Geneva, và ở góc 12 giờ chúng ta quan sát quả văng trái tim bộ máy đập liên hồi đây. Đó, rất là đẹp mắt. Bộ máy này của chúng ta thì sẽ hoạt động ở tần số rộng là 21.000
28.800 VPH sử dụng 21 chân kính và cho khả năng tích cót đến 45 giờ các bác nhá. Rất là tuyệt vời và rất là ngon cho một chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ với một cái thương hiệu lâu đời như này. Bây giờ thì em sẽ đeo trên tay để các bác cùng em trải nghiệm với chiếc đẹp lê này. Đầu tiên ấy, thì phải nói là nó rất là mỏng manh nhưng cầm trên tay cực kỳ chắc chắn với độ hoàn thiện rất sắc sảo. Bộ dây làm cầu kỳ nhiều chỉ, đeo trên tay rất ôm tay. Phần càng dài khiến cho đồng hồ đeo lên tay không bị nhỏ chút nào. Cổ tay của em 15,5, đeo vẫn rất là đẹp các bác nhá. Các bác cổ tay khoảng 16 năm trở lại đeo chiếc này trên tay vẫn rất là ổn. Một thương hiệu lâu đời với cái phần vàng 18K sang trọng và độ hoàn thiện cực kỳ cao, là ông tổ của những chiếc đồng hồ cơ tự động, thì đây chắc chắn là một cái dòng sản phẩm đáng chơi, đáng sưu tầm, đáng săn đón dành cho collector hay là những bác mà có khuôn mặt cổ điển sang trọng công sở. Chắc chắn là một cái dòng sản phẩm tuyệt vời. Và chiếc này thì em đang sưu tầm lại được với tình trạng như các bác thấy, qua sử dụng lướt rất đẹp, đầy đủ hộp sổ, thẻ phụ kiện đi kèm, nguyên zin nguyên bản và cam kết hàng chính hãng 100% các bác nhé. Chiếc này thì em đang giao lưu mức giá là 38 triệu, chỉ ngang với những chiếc Longines thôi, nhưng mà chúng ta sẽ có một cái dòng sản phẩm rẻ hơn cả Longines, nhưng chúng ta sẽ có một cái dòng sản phẩm đến từ một cái thương hiệu nổi tiếng rất lớn và những công nghệ rất đặc biệt như này. Các bác quan tâm những cái sản phẩm như thế này, hãy liên hệ ngay em Long Tham với số điện thoại Zalo là 0973 816 172, đến trực tiếp cửa hàng tại số 7 Lương Thế Vinh, thành phố Thái Nguyên để lên tay và trải nghiệm sản phẩm. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo.